Hôm nay đồ đồng Dung Quang Hà xin trân trọng ra mắt quý vị một mẫu lư sông Trầm có một không ai cực kỳ tinh xảo, cực kỳ sang trọng. Đó là em lư sông Trầm rồng phượng dạng tròn, lư sông Trầm bằng đồng. Vừa bày phong thủy trong co gian nhà, vừa sông Trầm hương, đẹp sang chảnh mọi người ơi. Từ lâu Trầm đã quá nổi tiếng vì hương thơm tâm linh đặc biệt. Ngoài lợi ích về sức khỏe như mang lại cảm giác thư thái an thần, nghi thức sông nhà bằng Trầm được quan niệm là có thể thanh tẩy hết những tà khí và ô uế, giúp thanh lọc không gian mới. Bên cạnh đó, hương Trầm nồng ấm còn giúp tạo bầu không khí chan hòa, ấm áp cho cả gia đình. Người ta thường sông Trầm khi mới dọn đến nhà mới hoặc văn phòng mới, với mong muốn giải tỏa hết những luồng năng lượng không tốt còn lưu lại và đón những vận khí, tài khí mới. Đồ đồng Dung Quang Hà, nét kỳ hoa truyền thống.